Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là kính hiển vi hai mắt chuyên soi kim hoàn MKT H370 của hàng sản xuất liên danh Đức Germany, sản xuất tại Đài Loan các bạn ha, và được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên với độ phóng bạ tiêu chuẩn từ 7 đến 45 lần zoom liên tục. Kính hiển vi soi nổi MKT H370 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo vật liệu, kiểm tra các chi tiết sản phẩm lỗi, soi sửa hàn bo mặt điện tử, lắp ráp linh kiện vi mạch, soi đá quý kim cương, soi mẫu côn trùng thực vật, kiểm tra bệnh ngoài da và tôm cá vân vân. Với độ phóng đại zoom từ 7 đến 45 lần, với qua thị kính đốt ít 10x, quang trường 20mm phủ lớp chống chói, quang trường nhìn 29mm đến 4,5mm, đầu kính xoay 360 độ. Hai mắt nhìn nghiêng góc 45 độ, khoảng cách làm việc là 100mm, thân tròn bằng inox bền chắc, cao 230mm, khung chân đế kính làm bằng sơn tĩnh điện, đèn trên bộ led vòng 5 sợi bóng, với phi 60mm trên 8W, định vết sử dụng 220V. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với website kính hiển vi điện tử.com.vn hoặc máy đo thí nghiệm.com.vn qua hotline 0938.